tên Michael. Người can đảm cũng cần tay sai rồi. Vì máu thuận nên ông rất chán nản, nó đã khởi đầu cho một cuộc tái ngộ. Một người cha bị con gái ghét bỏ, vợ ngoại tình vì thế nên cũng bỏ. Mọi cố gắng đều đi đến một cục, lòng công thù trở thành một vết to. Đang nản cuộc sống hiện tại mình đang có, anh luôn muốn tâm hồn được tự do. Một tu ấm là điều anh muốn có, nhưng xã hội khắc nghiệt quá nên không cho. Tìm mọi cách để ngày mai thay đổi, chọn vũ khí là điều mà anh nói. Bỏ qua hết rào cản của xã hội, bắt tay vào việc đi cướp ngân hàng thôi. Trong lúc đó một người tên Franklin tìm đến, vì họ còn có chung hoàn cảnh chán nản về cuộc sống hiện tại. Bao năm 2000 họ đã chưa mua căn nhà băng, nhưng vụ khủng bố nó dần được nổ ra. Đồng thời cả hai kết hợp đều ăn ý, bản chất cơ bản có một tay gangster và kẻ độc ốc hành động rất hợp lý. Họ tung hoành trên khắp Los Angeles, cướp ngân hàng duy trì tới phút chót. Nằm tại tiểu bang có tên San Andreas, xăm ngân hàng bị đến sập đều khóc thét. Nhưng vụ cướp bắt đầu gây cắn hơn khi hai người gặp gỡ ông Trevor. Hình như ông tâm lý không ổn định nên nhiều lúc ông làm chuyện điên rồ. Một vụ cướp đi vào lịch sử, hoành tráng nhất đến từ ba người. Một phi vụ cả ba phối hợp, người trong thành phố vẫn biết chúng ta rồi. Sự nổi danh của ba tên gangster, nó vô tình đã không thể lưu mà. Ba tên cướp lừng lẫy cả thành phố, nhưng tên Devin yêu cầu phải giết người. Cho Franklin được ba lựa chọn, giết Michael hoặc là Trevor. Để còn lại nếu anh không chọn, thì ta buộc cho tất cả đều phải vào một. Họ tham gia một cuộc đấu súng, bắt buộc phải giết chết Devin. Nó dường như là điều cuối cùng, họ làm tốt là điều tất nhiên.